Thưa quý vị, sáng hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 7 là buổi sáng đầu tiên mà người dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Hiện tại thì bây giờ đang là 8 giờ và tôi đang có mặt trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Thường ngày thì tuyến đường này rất là đông đúc xe cộ qua lại. Tuy nhiên kể từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát và đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay, ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì lượng xe cộ lưu thông qua đây đã bắt đầu vắng dần. Theo chỉ thị 16, người dân được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Do đó, trong sáng nay, đường phố thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu im ắng hơn mọi ngày. Ngoài Võ Văn Kiệt, nhiều tuyến đường thường xuyên đông đúc trong khu vực trung tâm thành phố như Cách Mạng Tháng 8, Võ Văn Tần, Điện Biên Phủ, lượng xe cộ lưu thông có phần giảm so với trước. Mình thấy là cũng không khí nó cũng im, vắng, như mọi đâu phải không như giống như mọi khi. Bữa giờ dịch cũng căng thẳng, thì bình thường chỉ định ra thì nghỉ, thì 15 ngày thì mình cứ nghĩ đâu có đi làm đâu. Thì giờ hôm nay đi khám bệnh ở Từ Vũ thì chở vợ đi khám thôi, chứ bình thường đâu có đi đâu. Tại vì mọi người dân đây cũng vậy thôi, chuẩn bị đồ ở nhà hết rồi, đâu có ai ra đường đâu. Chừng nào cần lắm thì đi thôi. Ngày đầu bước vào đợt giãn cách theo chỉ thị 16, các cửa hàng bán thực phẩm, siêu thị vẫn hoạt động bình thường. Người dân đến mua hàng tuân thủ quy định về 5K trong phòng chống dịch. Riêng các hàng quán bán đồ ăn mang về, trong sáng nay đã đồng loạt đóng cửa, đường phố cũng không còn đội ngũ shipper đông đúc như trước đó. Được biết, tối hôm qua 8 tháng 7, các dịch vụ giao đồ ăn đã đồng loạt thông báo tạm dừng phục vụ tại thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo phòng chống dịch.